Thủy Tiên và Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Nawat vướng tin đồn bất hòa. Ngày 30 tháng 6, ông Nawat hủy theo dõi Thủy Tiên trên trang cá nhân. Mối quan hệ của cả hai vướng tin đồn bất hòa. Chiều ngày 30 tháng 6, phán xét này phát hiện ông Nawat Issawizizo, Chủ tịch Midran International, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, hủy theo dõi Thủy Tiên trên Instagram. Động thái trên của người đứng đầu Miss Grand International được cho là xuất phát từ việc sáng cùng ngày, Thủy Tiên gỡ bỏ danh hiệu Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế khỏi trang cá nhân với hơn 2,3 triệu người theo dõi. Hành động của Thủy Tiên vấp phải phản ứng trái chiều từ công chúng. Đến chiều ngày 30 tháng 6, Thủy Tiên khôi phục lại dòng giới thiệu nói trên ở trang Instagram. Trao đổi với Tri thức trực tuyến, đại diện Thủy Tiên cho biết mối quan hệ giữa Hoa hậu và ông Nawat bình thường. Tuy nhiên, phía Thủy Tiên từ chối chia sẻ thêm về sự việc. Thủy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021 tại Thái Lan. Trong nhiệm kỳ, mọi hoạt động của Thủy Tiên được cập nhật đều đặn trên fanpage với hơn 5 triệu lượt theo dõi của Miss Grand International. Cô đồng hành cùng ban tổ chức, có cơ hội đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới. Ông Nawat Issawizizo cũng thường xuyên dành những lời khen cho Thủy Tiên. Tiên không phải cô gái đẹp nhất năm ngoái, nhưng tất nhiên, Tiên cũng thuộc nhóm 5 hoặc 10 cô gái xinh xắn nhất. Hơn thế nữa, Tiên luôn sẵn sàng làm việc. Từ lúc đăng quang đến nay, Tiên đã nhận được hợp đồng quảng cáo của những nhãn hàng lớn, giúp hãng nâng cao doanh số bán hàng, ông Nawat chia sẻ. Hoa hậu Thủy Tiên kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand International vào ngày 25 tháng 10 năm 2022. Trong khoảnh khắc kết thúc nhiệm kỳ, Thủy Tiên nói, nhiều người cho rằng tôi thành công vì may mắn, nhưng điều đó đến từ sự cố gắng, nỗ lực của tôi. Tôi luôn chăm chỉ theo từng ngày, vì thế, hãy chuẩn bị và sẵn sàng. Khi cơ hội đến, phải nắm lấy và biến nó thành hiện thực.